còn đó ngay chạy xảy ra ông quý trong đám chư bên tranh sạch trung bộ trộm bản ván chạp ổ chuột không thấy tiền của báo trong đại chương tại bà đón đảm bầy nhìn hết cao đầu cụ ở phía bào mùi bàn cả lá khả nạn đại miên cả đời này nè đi về mình mà nè cổng bông ông quý trong một lúc chư tay mà nè ánh lúc ở các sự thiệt cả đại bế có sai áo lăng bộ thừa áo lịch của đám trung sắp tay trời bỏ rõ mà nè bảo tiệc hơn túc à lắm có túc chôn từ chạp ốc đầy nở đi rong rút chôn từ khổng đấy rui có thua ra ca mập hiếp chọn đầy chọc nâng bàn chạp đầm lúc rồi hốt đo bàn xâm lạch đại cả đàn này đi bàn bóng cổ ở miền gặp nhập áo nơi chấm nội chấm ca xoay chăn tí cao ít tiệt mua xì kẹp thật khổng phúm bà tàng khung bà tàng sốc lùng phát khai đô rô tàng kỳ rì để đi rong rút miền chấm mua xo xo tỏ à dụ đọc rầm bấy chấm chi chôn chiệt tùng bún một cọc bó chia cà xì cỏ miền lùm nữ nông phung cà hạch hàng lứ chậm nay ai chôn sòng say miền chứ mua lai tỷ à dụ xàm sập chân nắm chia chôn chết tùng bún một cọc bó cà xì cỏ miền lùm nữ nông phung cà hạch hàng lứ chia mùi khỉ tam cọc hốc bì cọng cổ xa nở đi rong cổ bà nở đi bộ bạp thá nơi môn bê cà hạch khả nạc đại ở bộ mặt ái tư nâng tra lọc một bì tì rùm khai bình nở đi rong cổ bà bạp ở bụng mặt đài thá, niên trâu bỏ rõ mà nịa chọc bọn tay mặt đài ở bụng mình chứ bố dùn tha con xây chạy tay này dây bệnh bất đạc. Rồi hốt đó là bật ngay tì đọc rộng buôn khai bây chạy ca cho năm bì buôn đọc rộng bì nở đi rộng cổ bàn tư đi bỏ rõ bạp mặt đài mình nhờ bỏ niên tha niên trâu bỏ rõ mà nịa chọc hỏi bì núc niên cũng bông chư khăn nạ tướp sạch trây chìa mặt đài mình xong xây có bì nật mớ tướp đăng thả khám ក៏ប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយបង្កើតនារីរងគ្រោះធ្វើឲ្យកើតមានការភ័យផ្អើលឡើងនិងនាំគ្នាទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជាឲ្យដឹងទីថាក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារនារីរងគ្រោះខាងលើរួចហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះឡៃទីនាំយកមកសាកសួរ នៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជន់សង្ស័យឈ្មោះឡៃទីបានសារភាពថារុគីពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់នារីរងគ្រោះរហូតដល់បានសម្រេចមួយលើកប្រកបិតប្រកាសមែនជន់សង្ស័យបានបន្តសារភាពទីថានៅមុនពេលកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង 8 ថ្ងៃហើយគប់ជួនពេលនោះតំណងជាកដៅស្អុះស្អាប់ខ្លាំងពេកទើបនារីរងគ្រោះបានសាយឲ្យឡើងលើកពោះធ្វើឲ្យលេចចេញគល់ដើមទ្រូងមូលក៏ដំទៀងសង្ខាងជាហេតុធ្វើឲ្យរុគីកើតមានអារម្មណ៍ក៏បានដើរចូលទៅចាប់អស់ដៃជួនរងគ្រោះចូលទៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់មកក៏យកខ្សែ គោចងដៃនារីរងគ្រោះជួបគ្នាហើយក៏បានចាប់ទៅរហូតដល់បានសម្រេចតែម្ដងជនសង្ស័យបានសារភាពទីថាក្រោយពេលចាប់នារីរងគ្រោះរួចហើយរូបគេក៏បានដើរត្រឡប់ទៅទីវិញធ្វើដូចមិនដឹងរឿងអ្វីដែលថែមទាំងមានកិត្តក្នុងចិត្តថាច្បាស់ជាមិនមានរឿងអ្វីបែបឆ្ងាយនោះទេព្រោះនារីរងគ្រោះជាមនុស្សសតិមិនល្អមិនអាចចាប់កំហុសរូបគេបានឡើយតែទីបំផុតដល់រំលងបានតែមួយយុគក៏មានសមត្ថកិច្ចចុះមកចាប់ខ្លួនរូបគេដល់ផ្ទះតែម្ដងជនសង្ស័យខ
subscribe cái đôi chỉ follow page mình để mỗi lần bay tụi bạn bị tổ thay chỉ chỉ làm tiền sống màu cuốn sống trong đêm liền.